Một ca bệnh hy hữu lâu năm về xương khớp đã được các cán bộ y bác sĩ của bệnh viện E và ekip phẫu thuật thành công, thay toàn bộ đoạn xương đùi từ khớp háng đến khớp gối hoàn toàn bằng kim loại. Đây là ca phẫu thuật lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam. Bệnh nhân nam này năm nay 63 tuổi, nhưng ông đã có tới gần 40 năm phải gắn liền với đôi chân so le, chênh lệch chiều dài của hai chân tới tận 11 cm. Hơn nữa, ông mắc viêm xương tủy xương đùi. Điều này khiến ông không những có dáng đi không giống người bình thường, mà còn là những cơn đau đớn dai dẳng, kéo dài. Hệ lụy cơ thể ông phụ thuộc vào thuốc giảm đau, suy tuyến thượng thận do sử dụng corticoid quá nhiều. Dù đã trải qua nhiều cuộc phẫu thuật trước đó tại những bệnh viện khác nhau, tuy nhiên, tình trạng đau đớn của ông vẫn không hề thuyên giảm. Phẫu thuật cho bác ấy được tiến hành thành hai lần. Lần thứ nhất là phẫu thuật để tháo cái xương viêm nhiễm trùng. Thì ca phẫu thuật tháo xương viêm nhiễm trùng thì nó rơi vào khoảng độ khoảng 2 tiếng. Và về cơ bản thì vì là một cái tổn thương viêm lâu nên là có những cái ra ngoài cái dự kiến. Còn ca mổ lần thứ hai chúng tôi phải tính toán chính xác đến từng mm, và cái kế hoạch phẫu thuật cho lần thứ hai gần như là có thể coi là được tính toán rất chi tiết, phải đảm bảo là ở mức độ hoàn hảo. Bởi vì là chỉ cần là sai lệch độ khoảng 5 mm là ở cái khớp mà thiết kế ra thì có thể coi là thất bại. Chỉ 3 ngày sau ca phẫu thuật thứ hai, bệnh nhân đã có thể tự đứng và bước đi. Các triệu chứng đau âm ỉ do viêm xương gần như là không còn. Phần chênh lệch giữa hai chân cũng được rút ngắn lại. Từ hôm mổ đợt 1 là tôi đã hết đau rồi. Tức là lấy được cái xương nhiễm trùng ra là tôi đã hết đau rồi. Thế nhưng mổ đợt 2 này thì là tập đi nhanh hơn. Phẫu thuật thay thế toàn bộ xương đùi không chỉ giúp cải thiện chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân mắc bệnh lý về viêm xương đùi, mà còn là một bước tiến lớn của y khoa Việt Nam, khẳng định vị thế với nền y học thế giới nói chung và chuyên ngành chấn thương chỉnh hình nói riêng.